Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Вы помните, когда впервые услышали русскую речь? Было страшно, да? Я вас понимаю. Theo mình nghĩ thì phần nghe là phần khó nhất khi mà các bạn học bất kỳ một ngôn ngữ nào, bởi vì trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì ba kỹ năng còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, những gì mà bạn biết đó chính là vốn từ vựng và ngữ pháp. Còn kỹ năng nghe nó khó là bởi vì các bạn không thể nào mà tự biên được diễn được bằng vốn tự có của mình. Bởi vì đối phương có thể nói với tốc độ 100 từ một phút, rồi sau đó là còn nốt âm, thì những bạn mà không thực hành nhiều thì sẽ không thể nào mà bắt kịp được. Và đó chính là chủ đề của video ngày hôm nay. Arrivederci. Ta-da-na-chin-na-em. Ok, và làm thế nào để luyện nghe? Rất là dễ, có hai cách. Cách đầu tiên, các bạn có thể bắt đầu nghe nhạc Nga hoặc là xem phim Nga của một phụ đề chẳng hạn này. Cách này nó còn tốt ở cái chỗ đó chính là các bạn sẽ được nghe người bản địa nói và làm quen với văn hóa À, то есть первый раз водку пил. Vậy tại sao phải là local hay là bản địa mà không phải là những người mà trước đã từng học tiếng Nga? Đơn giản là vì trong số 100 người thì chắc là chỉ được có 3 đến 4 người mà có thể nói chuyện mà không có một chút accent nào cả trong tiếng Nga. Và thêm nữa một điều là nếu mà các bạn bắt đầu thực hành tiếng Nga cùng với những người mà không nắm chắc được ngữ pháp tiếng Nga này hoặc là không nắm chắc được ngữ âm trong tiếng Nga, ngữ điệu trong tiếng Nga thì thế là chỉ có thiệt cho bạn thôi. Còn nếu mà xung quanh bạn không có ai giỏi tiếng Nga thì các bạn có thể liên hệ với Yaru bọn mình để được học online. Tại Yaru các bạn có thể chọn cho mình giáo viên Việt hoặc là giáo viên Nga tùy theo nhu cầu của bản thân. Và thêm nữa là tại các buổi học online tại Yaru các bạn sẽ được giáo viên chỉnh âm và chỉnh ngữ pháp. Và thêm nữa lại còn được thực hành ngay tại chỗ. Các bạn bao giờ nghe thấy lời khuyên chọn những bài thực hành càng khó càng tốt vì như thế sẽ làm cho các bạn tiến bộ cực kỳ nhanh chưa? No. Bộ não của chúng ta không làm việc như vậy đâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn nghe những bài thực hành khó mà không hiểu gì thì các bạn sẽ cảm thấy chán nản, rồi sau đó các bạn sẽ cảm thấy bực bội và có khi còn quăng cả cái máy tính ra ngoài cửa sổ. Để rồi những suy nghĩ mình sống bao nhiêu năm mà không cần tiếng Nga rồi thì không có tiếng Nga mình sẽ vẫn sống tốt. Để tiến bộ trong việc học nghe thì các bạn phải chọn những bài thực hành phù hợp với trình độ của chính mình. Tốt nhất là nếu mà các bạn hiểu được 50% những gì mà người ta nói ở trong đấy và tốt nhất là nếu mà 70 đến 80%. Đôi khi các bạn muốn xem bộ phim Cúc nha, nhưng mà trình độ các bạn chỉ được phù hợp để xem Lunatic thì việc này cũng không có gì là xấu. Hãy bắt đầu xem những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em nếu mà các bạn đang ở trình độ A1 và A2, bởi vì ở trong những bộ phim hoạt hình đấy thì họ nói rất là chậm và thêm nữa là diễn viên lồng tiếng đều là người bản địa. Mà như những gì mà mình nói vừa nãy thì những người bản địa mới chính là những người mà chúng ta cần. Và thêm nữa, hãy cố gắng nghe những gì mà người khác nói thay vì chỉ ôn những bộ audio trong sách giáo khoa như là đoạn hội thoại ở sân bay, đoạn hội thoại ở trong nhà hàng hay là trong cửa hàng chẳng hạn. Bởi vì nếu mà các bạn gặp những tình huống đấy ở ngoài đời thật mà cần phải giao tiếp với người bản địa thì các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ đấy, bởi vì những gì ở ngoài đời thật nó không bao giờ nó giống những gì mà trong sách giáo khoa nó viết. Nghe toàn bộ bản audio đó hoặc là một đoạn nếu mà bản audio đó dài. Còn nếu mà các bạn nghe xong rồi mà vẫn không hiểu được ý chính thì các bạn có thể nghe lại một lần nữa. Nhưng mà lần này thì các bạn phải giảm tốc độ âm thanh xuống còn tầm 0,5. Và tất nhiên là sẽ cực tốt nếu mà các bạn dùng YouTube để luyện nghe, bởi vì ở trên đó các bạn có thể giảm tốc độ âm thanh xuống chậm nhất có thể để có thể bắt kịp được ý chính của đoạn audio đó. Hãy nghe lại đoạn hội thoại lần nữa, nhưng mà trong lần này các bạn hãy ghi chép những gì mà các bạn nghe thấy vào vở. Và để lấy ví dụ, sau khi xem xong cái video này, sự quyết tâm của các bạn tăng cao đến mức mà các bạn vào YouTube và bật tập 1 của bộ phim hoạt hình Lunatic. Và sau khi xem xong đợt 1 thì các bạn hãy bật lại và xem lần 2. Nhưng mà trong lần này các bạn hãy lấy giấy bút ra và viết những ý chính vào đó. Các bạn không cần phải hiểu hết rồi mới viết. Các bạn có thể sai cũng được, sai rồi lại sửa. Không có gì phải sợ cả. Các bạn hãy cố gắng để ý đến những chỗ mà các bạn sai và phân tích xem tại sao chỗ này mình lại hiểu sai nghĩa hoặc là viết sai hoặc là bỏ quên một cái gì đấy. Hãy xem 2 đến 3 cái video như thế hàng tuần và làm theo những bước mà mình vừa mới chỉ cho các bạn thì mình đảm bảo với các bạn trong vòng một thời gian ngắn các bạn sẽ tiến bộ lên rất là nhiều đấy. Ok, lần này các bạn phải bật video đó cùng với thuyết minh và
cố gắng đọc thành tiếng những gì các nhân vật ở đó nói. Cách này sẽ giúp cho các bạn phát âm tốt hơn và hiểu cách nhân nhá của người Nga làm sao như thế nào để cho đúng, cách đánh trọng âm, cách nhân nhá, IK, tất tần tật. Như vậy thì các bạn sẽ lại copy được phong cách nói chuyện của người bản địa. Hãy xem lại cái video đó vài ngày sau khi mà các bạn không còn nhớ chính xác là ở đó có gì. Hãy tăng tốc độ video lên để kiểm tra xem nếu mà đối phương bắt đầu nói chuyện nhanh hơn thì các bạn sẽ hiểu được bao nhiêu phần trăm trong số đó. Học ngôn ngữ phải kiên nhẫn các bạn. Ok, các bạn đã sẵn sàng thử học theo những bước trên chưa? Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một bài văn về ngày lễ đưa tiễn mùa đông Maslin của Nga. Và ở cuối mình sẽ đưa ra cho các bạn hai câu hỏi để các bạn phải tự trả lời. Không được ăn gian nghe chưa? Và sau khi các bạn trả lời được hai câu hỏi kia rồi thì các bạn có thể tự kiểm tra mình bằng cách bấm vào đường link ở trong bài viết để mở ra bài văn đó. Ngày tối, я начинаю. Масленица – это веселый и красивый русский праздник. Этот праздник длится неделю. Это последняя неделя перед Великим постом. Иногда Масленицу называют «блинная неделя», так как в это время нужно готовить и есть блины. Почему именно блины? Потому что блины круглые и желтые, как солнце. В этот праздник русские люди радуются солнцу и весне, провожают долгую зиму. Эта неделя очень веселая. Каждый день есть особое занятие. Например, во вторник проводятся разные игры на свежем воздухе. Каждый может принять в них участие. В среду нужно пойти в гости к тёще и поесть её блины. В четверг можно кататься на санках, а в воскресенье сжигают соломенное чучело, которое символизирует зиму. В это воскресенье нужно просить прощения у всех своих близких и друзей. Поэтому русские люди звонят друг другу по телефону или пишут сообщения и просят прощения за все плохое, что они сделали. И, конечно, в этот день тоже нужно есть блины.